Sáng ngày 10 tháng 8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên làm việc thứ 3. Đây là phiên trọng thể của đại hội. Đến dự đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội Đồng đội Trung ương trao tặng 1.100 ấn phẩm sách cho đại hội. Tặng công trình gồm 10 bể bơi di động, 5 nhà vệ sinh thông minh, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho thiếu nhi Đồng Tháp. Bí thư Tỉnh ủy Lương Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, hiệu quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới phải định hướng, hỗ trợ giúp thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hóa khát vọng, kiên định với lý tưởng cao đẹp đã lựa chọn, khơi dậy cổ vũ những khát vọng, những hành động đẹp, thói quen tốt trong thanh niên Đồng Tháp. Có giải pháp để tập hợp tối đa thanh niên vào hoạt động của đoàn, tập trung nhiều hơn nữa cho cơ sở và cho đội ngũ cán bộ đoàn. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới cần quan tâm việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm đã được xác định trong văn kiện đại hội. Trong triển khai thực hiện các phong trào hành động, phải đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các giải pháp của phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tiếp tục triển khai tốt các chương trình đồng hành với thanh niên. Tại đại hội, đoàn chủ tịch cũng đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa 11, Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ hứa với tất cả toàn thể đại hội, chúng tôi sẽ đoàn kết một lòng khắc phục những khó khăn trên nền tảng những nội dung mà đã được đại hội xác lập và đề ra các chỉ tiêu, các nghị quyết sẽ triển khai sớm vào thực tế cuộc sống và mang lại một hiệu quả cao nhất. Với tinh thần đó thì cũng mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự đồng hành hỗ trợ của Ủy ban nhân dân, của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp cũng như toàn thể các bộ đoàn viên, hội viên phát huy sức trẻ để chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 13 đồng chí. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội tỉnh đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thống nhất khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đồng Tháp, khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển và thông qua 6 đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.